Xin chào khán thính giả phố Bonsa TV, tôi là biên tập viên Tuyết Mai. Chương trình thời sự 24 giờ hôm nay bao gồm các bản tin như sau. 45 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại phiên tòa luận tội cựu tổng thống Trump, tuyên bố rằng điều đó không hợp hiến. Các quan chức bang California cho biết gian lận trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang có thể lên tới 11 tỷ đô la. Tổng thống Biden chấp thuận cho những người nam tự nhận là nữ được tham gia các môn thể thao của phụ nữ, được vào các phòng tắm và phòng thay đồ nữ. Tổng thống Biden hứa hẹn tiêm vaccine cho 300 triệu người ở Mỹ vào cuối mùa hè. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ra lệnh ngừng xây dựng bức tường biên giới trước ngày 27 tháng 1. Đảng Dân Chủ Hạ viện thúc đẩy luật bầu cử cấm các tiểu bang không được phép yêu cầu trình thẻ căn cước. Tổng thống Biden bị bắt quả tang đã nói dối về chính sách mua hàng Mỹ và đã đạo văn của cựu Tổng thống Trump. Hoa Kỳ khẳng định lại cam kết với Nhật Bản để bảo vệ các đảo có tranh chấp với Trung Quốc. Ứng viên Bộ trưởng Thương mại sẵn sàng tăng thuế để tài trợ chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu. Cảnh sát trưởng Capitol gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Chủ nhà hàng ở California kiện thống đốc Newsom đã gây tổn hại cho doanh nghiệp. Các con của ông Trump nhận được lượt theo dõi Twitter tăng vọt sau lễ nhậm chức của ông Biden. Pamela Anderson từ bỏ mạng xã hội, nói rằng nó muốn kiểm soát bộ não của bạn. Bốn năm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống lại phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump, tuyên bố rằng điều đó không hợp hiến. Quyết định 55-45 cho thấy cựu Tổng thống Trump sẽ không bị kết án trong một phiên tòa luận tội. 45 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại việc tổ chức phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump về tuyên bố của ông tại Điện Capitol Hoa Kỳ, nói rằng việc luận tội một cựu Tổng thống là vi hiến. Tất cả trừ 5 thượng nghị sĩ Cộng hòa đều đứng về phía nỗ lực do thượng nghị sĩ Rand Paul, Cộng hòa từ Kentucky đề xuất, gửi ra tín hiệu rằng sẽ không có đủ số phiếu để kết tội ông Trump. Việc kết tội Tổng thống trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện đòi hỏi phải có đa số 2/3. Các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa bao gồm Mitt Romney, bang Utah, Ben Sass, bang Nebraska, Susan Collins, bang Maine, Lisa Murkowski, bang Alaska và Pat Toomey, bang Pennsylvania đã bỏ phiếu với Đảng Dân Chủ để bác bỏ đề xuất của thượng nghị sĩ Rand Paul, cho thấy rằng 5 thượng nghị sĩ đó sẽ bỏ phiếu kết tội ông Trump. Romney là thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu để kết tội ông Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên của ông vào đầu năm 2020. Cuối cùng, Thượng viện đã bỏ phiếu 55-45 cho đề xuất của thượng nghị sĩ Paul, có nghĩa là phiên tòa luận tội sẽ được tiến hành. Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội cựu Tổng thống Trump vào đầu tháng này với tội danh luận tội duy nhất là kích động nổi dậy, với các đảng viên Dân Chủ cho rằng ông đã kích động bạo lực tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào đầu tháng này. Trên thực tế, ông Trump đã kêu gọi những người biểu tình không tham gia vào các hành động bạo lực và sau đó nói với họ hãy về nhà trong hòa bình. Ông Trump là tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần và là tổng thống đầu tiên trải qua phiên tòa luận tội sau khi đã rời nhiệm sở. Trước cuộc bỏ phiếu, thượng nghị sĩ Rand Paul cảnh báo rằng ông ta muốn buộc các đồng viện phải ghi nhận vào hồ sơ. Nếu chúng ta định tống mọi chính trị gia vào tù, chúng ta sẽ luận tội tất cả chính trị gia đã sử dụng từ chiến đấu theo nghĩa bóng trong một bài phát biểu. Thật xấu hổ, ông nói. Tôi muốn cơ chế này được ghi lại. Mọi người ở đây, ông Paul nói thêm. Thượng nghị sĩ Rand Paul tuyên bố. Tính đến trưa thứ tư tuần trước, Donald Trump không giữ chức vụ nào được liệt kê trong hiến pháp. Ông ta là một công dân. Chủ tọa phiên tòa không phải là chánh án, cũng không phải là như ông ta tự xưng. Sự hiện diện của ông ấy thay vì chánh án tối cao chứng tỏ rằng đây không phải là phiên tòa xét xử tổng thống, mà là một công dân bình thường. Thượng nghị sĩ James Lankford, Đảng Cộng hòa từ Oklahoma đã đưa ra tuyên bố sau khi ông bỏ phiếu ủng hộ quan điểm của Thượng nghị sĩ Paul về hiến pháp của phiên tòa xét xử một cựu tổng thống. Đây không phải là một phiên tòa, đây là nhà hát chính trị. Bạn không thể loại bỏ người nào đó đã vắng mặt khỏi văn phòng. Trong phiên tòa này không có tổng thống đương nhiệm, không có chánh án và không có khả năng ai đó sẽ bị cách chức vì họ không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào. Trong một thời điểm mà quốc gia của chúng ta cần phải đoàn kết lại, thì phiên tòa này sẽ chỉ tạo ra sự chia rẽ sâu sắc hơn nữa. Bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu để kết tội cựu Tổng thống Trump chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ những người Cộng hòa ủng hộ ông Trump vì ông vẫn là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong đảng. Dân biểu Hạ viện Liz Cheney, Đảng Cộng hòa từ Wyoming và khoảng 9 thành viên khác của Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích đáng kể và những mối đe dọa cho các cuộc tái tranh cử trong tương lai. Các quan chức bang California cho biết gian lận trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang có thể lên tới 11 tỷ đô la. California có thể đã gửi tới 11 tỷ đô la tiền trợ cấp thất nghiệp đại dịch cho những kẻ lừa đảo, các quan chức cho biết hôm thứ Hai.
Theo một thông cáo báo chí, Sở Phát triển Việc làm của California đã xử lý 19,5 triệu đơn yêu cầu và trả 114 tỷ đô la tiền trợ cấp thất nghiệp kể từ tháng 3 năm 2020 khi đại dịch COVID-19 tấn công vào tiểu bang này. Ước tính khoảng 10% trong số các khoản thanh toán đó, tương đương 11,4 tỷ đô la, đã được xác nhận là được trả cho các khiếu nại gian lận. Ngoài ra, 17% khác trong số các yêu cầu thất nghiệp đang được điều tra sau khi bị báo động là đáng ngờ. Sở Phát triển Việc làm hiện đang làm việc với một số doanh nghiệp chuyên về ngăn chặn gian lận thành công nhất trên toàn quốc và các cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ hệ thống trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang. Bà Julie Su, thư ký của Cơ quan Phát triển Lao động và Lực lượng Lao động của California cho biết: "Chúng tôi biết rằng nhiều người dân California đang chờ đợi các khoản thanh toán và Sở Phát triển Việc làm đang làm việc nhanh chóng để xác thực các yêu cầu của họ và gửi các quyền lợi đến cho họ." Theo ID.me, một công ty an ninh có trụ sở tại Virginia được 21 bang thuê để điều tra và chống lại hành vi gian lận cho biết trên toàn quốc có 35% đơn xin thất nghiệp là gian lận. Blake Holmes, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty cho biết, hiện tại ID.me đang chặn khoảng 1 tỷ đô la gian lận mỗi tuần trên khắp các tiểu bang mà chúng tôi phục vụ. Tỷ lệ gian lận đối với các yêu cầu mới ít nhất là 35% và gấp hơn 10 lần những gì chúng tôi thấy tại các cơ quan liên bang. California nên được khen ngợi vì cũng tiến hành sớm để sàng lọc các khiếu nại có rủi ro cao được nộp trước khi ID.me được giới thiệu, ngăn ngừa tổn thất hơn nữa cho người nộp thuế. Đầu tháng này, ông Hong cảnh báo rằng rất nhiều khoản tiền bị lừa đảo của California đã đến tay các tổ chức tội phạm nước ngoài. Những tổ chức này đã nộp đơn xin thất nghiệp với thông tin bị đánh cắp và sử dụng những chú ngựa thồ vác tiền ở Hoa Kỳ để lấy thẻ nhận tiền. Khi người Nga, người Nigeria và người Trung Quốc là những tay chơi trên sân, họ sẽ ghi một số điểm, ông Hong nói với tờ Los Angeles Times. Đây là một cuộc tấn công mạng rất tinh vi đang được tiến hành trên quy mô lớn. Trước đây, người ta ước tính rằng Sở Phát triển Việc làm đã trả tới 4 tỷ đô la cho những kẻ lừa đảo, bao gồm một cựu nhân viên của sở này, đã thu được 21.000 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp bằng cách sử dụng tên và số an sinh xã hội của Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Diana Feinstein. Trò lừa đảo đã không bị phanh phui cho đến khi ngân hàng Bank of America, công ty quản lý thẻ nhận tiền của Sở Phát triển Việc làm, báo động về các yêu cầu nhận tiền thất nghiệp dưới tên của Thượng nghị sĩ này. Hơn nữa, hàng trăm triệu đô la tiền trợ cấp thất nghiệp đã được chuyển đến nhà tù và các tù nhân. Nhiều người trong số họ không bị giam giữ ở California. Theo lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật do các công tố viên lãnh đạo, số lượng gian lận cũng như các loại tù nhân liên quan thật đáng kinh ngạc, các công tố viên viết trong một bức thư cho Thống đốc Gavin Newsom. Họ nói thêm rằng các tù nhân tử hình, những người đang thụ án chung thân và chung thân không có khả năng được ân xá, những kẻ hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em, buôn người và những tội phạm bạo lực khác đang nhận ngân phiếu thất nghiệp và nhiều ngân phiếu trong số đó đã được gửi ra khỏi tiểu bang. Theo một phân tích vào tháng 12 do tờ Los Angeles Times thu được, hơn 2.000 đơn nhận tiền thất nghiệp được coi là có nguy cơ gian lận cao hoặc trung bình đến từ các tù nhân của Sở Cải huấn Florida hoặc các nhà tù quận ở bang đó. Nhìn chung, báo cáo ước tính rằng khoảng 42 triệu đô la tiền thất nghiệp đã được chuyển đến các nhà tù ngoài tiểu bang và các tù nhân trong tù. Tổng thống Biden chấp thuận cho những người nam tự nhận là nữ được tham gia các môn thể thao của phụ nữ, được vào các phòng tắm và phòng thay đồ nữ. Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp giao nhiệm vụ cho chính phủ xác định lại tất cả các chính sách và quy định liên quan đến phân biệt đối xử dựa trên giới tính để bao gồm cả việc xác định giới tính. Điều đó có nghĩa là những người nam tự nhận là nữ sẽ không thể bị loại khỏi việc sử dụng tất cả các dịch vụ và tiện nghi dành riêng đối với phụ nữ. Lệnh này đã được các nhà hoạt động vì chủ nghĩa chuyển giới hoan nghênh, nhưng các nhà phê bình cho rằng nó làm xói mòn sự bảo vệ đối với phụ nữ và trẻ em gái. Vẫn còn phải xem chính quyền giải thích lệnh này như thế nào trong các trường hợp cụ thể. Nhưng ngôn ngữ chỉ ra rằng các môn thể thao chỉ dành cho phụ nữ, phòng tắm và phòng thay đồ tại các cơ sở được liên bang tài trợ sẽ phải mở cửa cho những người sinh ra là nam nhưng tự nhận là nữ và ngược lại. Điều đó sẽ bao gồm tất cả các trường học và cao đẳng có nhận ngân sách của liên bang. Trẻ em có thể học mà không phải lo lắng về việc liệu chúng có bị từ chối vào nhà vệ sinh, phòng thay đồ hay các môn thể thao ở trường hay không, lệnh nêu rõ. Lệnh này còn đi xa hơn bằng cách đưa việc xác định giới tính vào định nghĩa phân biệt giới tính trong nhà ở, nơi làm việc và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Người trưởng thành có quyền kiếm sống và theo đuổi một công việc khi biết rằng họ sẽ không bị sa thải, giáng chức hoặc bị ngược đãi, thì họ sẽ về nhà ở với ai hoặc vì cách họ ăn mặc không phù hợp với định kiến về giới tính, mệnh lệnh nêu rõ. Lệnh này còn buộc các cơ quan liên bang xem xét tất cả các lệnh, quy định, tài liệu hướng dẫn, chính sách,
chương trình hiện có hoặc các hành động khác của cơ quan liên quan đến phân biệt giới tính và thực hiện các thay đổi hoặc ban hành các quy định mới để bao gồm việc xác định giới tính. Lệnh sẽ được thực hiện cụ thể như thế nào trong thực tế sẽ phụ thuộc vào cách các cơ quan riêng lẻ giải thích nó, cụ thể là những gì họ sẽ và sẽ không cân nhắc là xác định giới tính. Tổng thống Biden hứa hẹn tiêm vaccine cho 300 triệu người ở Mỹ vào cuối mùa hè. Chính phủ Hoa Kỳ đang mua thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19 và sẽ có đủ để tiêm cho 300 triệu người Mỹ, gần như toàn bộ dân số Hoa Kỳ, vào cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu, Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Ba. Ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, thêm 100 triệu liều vaccine đang được mua từ Pfizer và 100 triệu liều bổ sung từ Moderna, hai công ty có vaccine đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận. Chưa có trong tay, nhưng đã đặt hàng, ông nói. Chúng tôi hy vọng 200 triệu liều bổ sung này sẽ được chuyển giao vào mùa hè này. Ông cho biết đợt mua mới nhất sẽ nâng tổng số liều COVID-19 mà chính phủ đặt hàng lên 600 triệu. Đây là lượng vaccine đủ để tiêm chủng đầy đủ cho 300 triệu người Mỹ vào cuối mùa hè đầu mùa thu, Tổng thống nói. Biden đã cam kết cung cấp 100 triệu mũi vaccine COVID trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền, và ông cho biết chính quyền đang tăng cường cung cấp vaccine hàng tuần cho các bang và vùng lãnh thổ. Nguồn cung đang tăng từ 8,6 triệu liều một tuần lên tối thiểu 10 triệu liều. Ông nói, điều này sẽ cho phép hàng triệu người Mỹ tiêm chủng sớm hơn dự đoán trước đây. Ông Biden cho biết việc tiêm chủng cho toàn bộ dân số Hoa Kỳ là một thách thức khó khăn và chương trình vaccine kế thừa từ chính quyền Trump đang ở tình trạng tồi tệ hơn chúng tôi dự đoán hoặc mong đợi. Ông nói, việc kết thúc đại dịch coronavirus sẽ đòi hỏi một nỗ lực như trong thời gian chiến tranh. Ông nói, hơn 400.000 người Mỹ đã chết, đây là một công việc thời chiến, nó không phải là cường điệu. Ông Biden cũng cho biết mọi thứ sẽ tiếp tục tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Các chuyên gia nói với chúng tôi rằng số người chết có khả năng lên tới 500.000 người vào cuối tháng, sau tháng 2 này, và các ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, ông nói thêm. Chúng tôi sẽ không giải quyết được mớ hỗn độn này chỉ qua một đêm, sẽ mất nhiều tháng để chúng tôi xoay chuyển tình thế. Nhưng hãy để tôi nói rõ hơn, chúng tôi sẽ vượt qua, chúng tôi sẽ đánh bại đại dịch này. Bộ An ninh Nội địa đã được lệnh dừng tất cả việc xây dựng bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico vào thứ Tư ngày 27 tháng 1 như một phần của lệnh hành pháp do Tổng thống Joe Biden ký. Theo dân biểu Hạ viện Henry Cuella, Đảng Dân Chủ từ Texas, các nhà thầu xây dựng đã được thông báo rằng họ phải dừng việc xây dựng bức tường biên giới trước ngày 27 tháng 1. Việc ngừng xây dựng diễn ra sau khi Biden ký một lệnh điều hành gọi bức tường là lãng phí tiền bạc, bất chấp tác dụng to lớn của nó trong việc cắt giảm nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Chính quyền Trump đã xây dựng hơn 450 dặm của bức tường biên giới giữa năm 2017 và năm 2020 và có kế hoạch xây dựng thêm 300 dặm dọc theo biên giới dài gần 2.000 dặm. Một số cựu quan chức chính quyền Trump và các chuyên gia nhập cư nói với Washington Times rằng lệnh của Biden ngừng xây dựng bức tường biên giới có thể là bất hợp pháp. Tổng thống không thể đơn phương nói rằng, Quốc hội, những gì các anh đã cung cấp ngân sách một cách hợp lý. Không, tôi sẽ không thực hiện, ông Morgan nói với tờ Times. Về cơ bản, ông ấy đã nói với cơ quan tuần tra biên giới, hãy phá luật để ngưng việc xây dựng. Họ sẽ không tìm thấy một nhân viên đặc vụ tuần tra biên giới nào đang ở tiền tuyến ngày hôm nay, cho rằng bức tường không hữu hiệu. Ông Morgan tiếp tục, tổng số của chính quyền Trump chỉ ra rằng nơi bức tường biên giới được xây dựng, lượng nhập cư bất hợp pháp đã giảm gần 90%. Việc dừng xây dựng bức tường biên giới diễn ra khi một đoàn lữ hành di cư tiến tới biên giới Mỹ-Mexico với hy vọng tận dụng các quy tắc thực thi nhập cư lỏng lẻo của Tổng thống Biden. Đảng Dân Chủ Hạ viện thúc đẩy luật bầu cử cấm các tiểu bang không được phép yêu cầu trình thẻ căn cước. Các đảng viên Đảng Dân Chủ đã đề xuất một dự luật để tăng cường sự kiểm soát của chính phủ liên bang đối với các cuộc bầu cử. Các nhà lập pháp Hạ viện, bao gồm Chủ tịch Nancy Pelosi, Đảng Dân Chủ từ California, đang thúc đẩy đạo luật vì nhân dân thông qua Hạ viện với hy vọng rằng các dân biểu sẽ đưa ra luật vào tuần đầu tiên của tháng 2. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng những cải cách trong dự luật chỉ là một trò chơi quyền lực khác của các đảng viên dân chủ đang tìm cách làm cho quá trình bầu cử tương tự như ở California. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng Hòa từ California, thậm chí còn gọi phiên bản trước của dự luật này là một sự tiếp quản khổng lồ của chính phủ liên bang, sẽ làm suy yếu tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử. Bất chấp những lo ngại này, các đảng viên dân chủ bảo trợ dự luật tuyên bố nó sẽ giúp người Mỹ đặt niềm tin hơn vào các cuộc bầu cử. Nếu chúng tôi có thể đưa những cải cách được thể hiện trong dự luật HR1 vào thành luật, thì điều đó sẽ hoàn toàn mang tính chuyển đổi. Dân biểu Hạ viện John Saban, Đảng Dân Chủ từ Maryland nói,
Đây sẽ là một loạt cải cách mạnh mẽ, ngoạn mục nhất mà chúng ta từng thấy trong hai thế hệ. Đạo luật vì nhân dân sẽ cấm các tiểu bang đòi hỏi những người bỏ phiếu qua thư phải xuất trình thẻ căn cước. Luật pháp cũng sẽ cấm các tiểu bang yêu cầu chữ ký của nhân chứng trên các lá phiếu vắng mặt. Trong các trường hợp tổng quát, các quan chức bầu cử không được đặt ra các yêu cầu xác minh chữ ký để chấp nhận, hoặc đếm một lá phiếu vắng mặt. Dự luật cũng sẽ cho phép việc thu thập phiếu bầu bằng cách cho phép các cá nhân chỉ định người khác mang phiếu của họ đi, miễn là họ không được trả tiền để làm như vậy. Trong khi cựu lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell, Đảng Cộng hòa từ Kentucky, đã chặn dự luật này trong quá khứ, Đảng Dân chủ có thể sẽ sử dụng thế đa số của họ trong cả hai viện để thúc đẩy đề xuất cho đến khi nó được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Tổng thống Joe Biden lại bị bắt quả tang nói dối, lần này qua những tuyên bố của ông về các chính sách kinh tế mua hàng Mỹ của cựu Tổng thống Trump. Nhưng chính quyền trước đây đã không coi trọng vấn đề này, ông Biden tuyên bố. Các cơ quan liên bang đã từ bỏ yêu cầu mua hàng Mỹ mà không gặp phải sự phản đối. Các nhà phê bình cho rằng đây là một lời nói dối trắng trợn vì mua hàng Mỹ là một yếu tố chính trong các chính sách của cựu Tổng thống Trump về sản xuất và ngoại thương. Chính quyền Trump đã tổ chức các sự kiện sản xuất tại Mỹ và thậm chí áp đặt mức thuế cao đối với hàng nhập khẩu để hỗ trợ các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông Biden tiếp tục đạo văn về lý do của Tổng thống Trump đằng sau chính sách mua hàng Mỹ. Ông Biden nói, các tập đoàn lớn và các nhóm quyền lợi đặc biệt từ lâu đã đấu tranh tìm kẽ hở để chuyển hướng đồng tiền của người đóng thuế Mỹ cho các công ty nước ngoài cho các sản phẩm được làm ra. Trong khi đó, câu nói gốc của ông Trump là các tập đoàn lớn, những kẻ hỗ trợ các giao dịch thương mại khủng khiếp, đưa công việc của bạn ra nước ngoài và ra khỏi nước ta. Những nhóm lợi ích đặc biệt, những người muốn biên giới rộng mở, đang quyên góp cho Hillary Clinton, hãy lần theo dấu vết của đồng tiền. Các nhà phân tích bảo thủ cho biết Tổng thống Biden đang cố gắng chiếm đoạt các thành tựu của cựu Tổng thống Trump về thương mại và kinh tế bằng những lời nói dối và đạo văn hoàn toàn. Trang báo cánh hữu mạng lưới tin tức một nước Mỹ, OANN, kết luận. Theo bản tin Reuters, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với Tokyo trong việc bảo vệ một nhóm đảo nhỏ ở biển Hoa Đông mà cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền, Lầu Năm Góc cho biết. Austin, khi trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, xác nhận rằng Điều 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật quy định các nghĩa vụ quốc phòng của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản, bao gồm các đảo không có người ở, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố. Các đảo nhỏ được gọi là đảo Senkaku ở Nhật Bản và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Austin cũng tái khẳng định rằng Hoa Kỳ vẫn phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông, Lầu Năm Góc cho biết. Nhật Bản ngày càng trở nên lo ngại về hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, bao gồm cả việc xâm nhập vào vùng biển xung quanh các đảo. Cuộc hội đàm đánh dấu cuộc thảo luận cấp bộ trưởng đầu tiên giữa Tokyo và Washington kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào thứ Tư. Tướng quân đội nghỉ hưu Austin đã làm nên lịch sử vào thứ Sáu khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng gốc da đen đầu tiên của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nhật Bản không đưa ra bình luận ngay lập tức. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cho biết một nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến vào Biển Đông vào thứ Bảy. Cùng ngày, Đài Loan báo cáo một cuộc tấn công lớn của máy bay ném bom và máy bay chiến đấu Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của họ gần quần đảo Prata. Ứng viên Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo sẵn sàng tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu. Bà nói rằng chúng ta cần tiền cho chương trình nghị sự về khí hậu của Tổng thống Joe Biden. RNC Research đã đăng tải đoạn clip về những bình luận của bà Raimondo tại buổi điều trần đề cử của bà trước Ủy ban Thương mại Thượng viện vào ngày 26 tháng 1. Chúng ta cần phải đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu và chúng ta cần vốn để cải thiện cơ sở hạ tầng, đường xá tốt hơn, đường an toàn hơn, cầu an toàn hơn. Những việc này cũng tạo ra việc làm. Bà Raimondo nói với Thượng nghị sĩ Rick Scott, Đảng Cộng hòa, bang Florida, khi được hỏi về đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Peter Buttigieg về việc đánh thuế khí đốt để tăng tiền cho các sáng kiến chi tiêu của chính quyền Biden. Tôi muốn cân bằng những lợi ích đó và làm việc với tư cách là một thành viên trong nhóm của Tổng thống, bà nói. Bà Raimondo, người đang giữ chức vụ thống đốc bang Rhode Island, cũng cho biết Hoa Kỳ sẽ cần đầu tư vào đổi mới và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất. Mục tiêu đã tuyên bố của bà về việc lấy lại việc làm cho công nhân Hoa Kỳ là tương đồng với cựu Tổng thống Donald Trump. Số lượng việc làm cho công nhân của Hoa Kỳ ở mức 12,3 triệu trong tháng 12, ít thay đổi so với 4 năm trước đó. Hai thập kỷ trước, con số này đạt đỉnh 17 triệu. Được giao lãnh đạo một bộ phận có trách nhiệm quốc tế và trong nước trên phạm vi rộng, bà Raimondo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có hành động táo bạo để giúp các ngành du lịch, lữ hành và nhà hàng của Mỹ phục hồi sau khi giãn cách xã hội do đại dịch khiến ngành này sụp đổ.
Bà Raimondo, 49 tuổi, làm việc cho chính quyền bang quê nhà của bà từ năm 2011 khi bà tuyên thệ nhậm chức giám đốc sở tài chính. Trước đó, bà đã dành hơn một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, bao gồm cả đồng sáng lập Paul Judith Capital. Gia trưởng Capital gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Người đứng đầu mới được bổ nhiệm của cảnh sát Capital Hoa Kỳ hôm 26 tháng 1 nói với các nghị sĩ rằng cơ quan này đã thiếu chuẩn bị cho ngày 6 tháng 1 khi những người biểu tình xông vào điện Capital của Hoa Kỳ trong phiên họp chung của Quốc hội. Quyền giám đốc Yogananda Pittman nói với các thành viên Quốc hội trong cuộc họp kín rằng những gì xảy ra hồi đầu tháng này là cuộc tấn công khủng bố của hàng chục nghìn người theo chủ nghĩa nổi dậy, quyết tâm ngăn chặn việc chứng nhận phiếu bầu của cử tri đoàn. Trong khi cảnh sát điện Capital Hoa Kỳ hoàn thành sứ mệnh bảo vệ các thành viên Quốc hội, thì việc không có khả năng bảo vệ Quốc hội Hoa Kỳ ngay lập tức đã khuyến khích những kẻ nổi dậy và khiến hàng triệu người Mỹ kinh hoàng, Pittman cho biết. Pittman thay mặt cho bộ phận của bà gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Bà nói rằng cơ quan này lẽ ra phải chuẩn bị nhiều hơn cho cuộc tấn công này. Bà cho biết vào ngày 4 tháng 1, các quan chức biết rằng cả nhóm dân quân và các tổ chức cực đoan da trắng sẽ tham gia cuộc biểu tình và biết một số người đã lên kế hoạch mang theo súng cùng các loại vũ khí khác. Bà nói, chúng tôi biết rằng có tiềm năng bạo lực cao và Quốc hội là mục tiêu. Cảnh sát Capital Hoa Kỳ đã thực hiện một số bước chuẩn bị, tăng số lượng cảnh sát làm việc vào ngày hôm đó và kích hoạt đội SWAT của họ, nhưng vẫn chưa đủ. Bà chốt số lượng nhân viên làm việc tại địa điểm này là hơn 1.200 người, nhưng nói rằng họ không tương xứng với những người biểu tình. Tôi cho rằng không thể có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho việc để những người biểu tình hợp pháp thực hiện tu trình án thứ nhất về quyền tự do ngôn luận và đồng thời ngăn chặn cuộc tấn công vào Quốc hội ngày hôm đó trong cùng khuôn viên mở, bà nói. Những thay đổi được thực hiện cho đến nay bao gồm đào tạo bổ sung, tìm giải pháp liên lạc tốt hơn với các cơ quan khác và tổ chức các cuộc họp giao ban tình báo nội bộ hàng ngày. Bà Rosa DeLauro, Đảng Dân Chủ, bang Connecticut, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện, nói rằng các cơ quan chính phủ đã không thực hiện được những trách nhiệm cơ bản nhất của họ vào ngày 6 tháng 1. Rõ ràng là các cơ quan tình báo đã có đủ bằng chứng cho thấy một đám đông giận dữ sẽ đổ bộ vào Washington với cuộc họp của Quốc hội để chứng nhận cuộc bầu cử Tổng thống là mục tiêu đã định. Các cơ quan thực thi pháp luật được giao nhiệm vụ bảo vệ Điện Capitol đã không hành động dựa trên thông tin tình báo này hoặc chuẩn bị đầy đủ cho mối đe dọa đang rình rập, bà nói. Ủy ban sẽ tiếp tục tìm câu trả lời và giám sát những thay đổi trong các cơ quan, bà DeLauro nói thêm. Bà Pittman được bổ nhiệm làm quyền giám đốc vào ngày 11 tháng 1 sau khi cảnh sát trưởng Steven Sun tuyên bố từ chức. Bà Pittman cho biết đơn vị này đã xem xét video cùng các tài liệu khác và nhận thấy một số sĩ quan cảnh sát Capitol Hoa Kỳ vi phạm các quy định và chính sách. Những sĩ quan này đã bị đình chỉ. Chủ nhà hàng ở California kiện thống đốc Newsom đã gây tổn hại cho doanh nghiệp. Một chủ nhà hàng ở California xuất hiện trong một video lan truyền gần đây là một trong số chủ doanh nghiệp đệ đơn kiện thống đốc Gavin Newsom về các hạn chế do virus corona. Angela Marsden cho biết cô tin rằng các hạn chế do thống đốc ban hành đã gây tổn hại cho các doanh nghiệp và không thể làm chậm sự lây lan của virus. Marsden nổi tiếng vào tháng trước khi đăng video khu ăn uống ngoài trời của một công ty điện ảnh được phép hoạt động ngay bên cạnh khu vực ngoài trời của cô, địa điểm đã bị chính quyền tiểu bang ra lệnh đóng cửa. Marsden, người sở hữu Pineapple Hill Salon & Green, nói về thống đốc bang. Tôi yêu cầu ông ấy phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ dữ liệu sẽ cho thấy rằng họ đã làm tăng số lượng lan truyền COVID bởi vì họ đưa mọi người ra khỏi nơi an toàn và về cơ bản đưa họ trở lại nhà ngay trước kỳ nghỉ. Chủ doanh nghiệp chỉ trích ông Newsom vì bị cáo buộc che giấu các con số mà văn phòng thống đốc đã sử dụng để hỗ trợ việc phong tỏa. Người ta bảo rằng vì nó quá phức tạp nên họ không thể giải thích cho chúng tôi sẽ không hiểu. Họ nói chuyện với tôi như thể tôi đang học mẫu giáo, nhưng tôi nghĩ rằng mình có khả năng hiểu được, Marsden nói. Marsden cho rằng các nhà lãnh đạo nên tập trung vào việc cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại một cách an toàn càng sớm càng tốt. Chúng ta cần mở cửa cho toàn bộ Los Angeles một cách an toàn. Đó là quyết định mà họ nên xem xét, Marsden nói. Trong khi đó, Marsden cho biết công việc kinh doanh của cô đang dựa vào các đơn mua hàng mang về để duy trì hoạt động. Chúng tôi đang tập trung vào các đơn giao hàng và tôi bán được 200 hoặc 300 đô la mỗi ngày, đủ để trang trải cho nhân viên của tôi theo giờ. Các con của ông Trump nhận được lượt theo dõi Twitter tăng vọt sau lễ nhậm chức của ông Biden. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, những người con trưởng thành của cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận được sự gia tăng về lượng người theo dõi trên Twitter. Mạng xã hội này đã cấm cựu Tổng thống vô thời hạn chỉ 12 ngày trước lễ nhậm chức do những gì mà họ nói là nguy cơ kích động bạo lực hơn nữa sau cuộc bao vây Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1. Trong những ngày sau khi ông Trump bị cấm,
nhiều người bảo thủ đã đồng loạt chuyển sang các ứng dụng chia sẻ tin nhắn tương tự như Parler. Tuy nhiên, Google và Apple đã sớm xóa ứng dụng khỏi các cửa hàng ứng dụng của họ vào ngày 9 tháng 1. Họ nói rằng Parler không thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết sự gia tăng các mối đe dọa bạo lực và hoạt động bất hợp pháp đối với sự an toàn của mọi người. Mặc dù một số đã chuyển sang các ứng dụng ít được biết đến hơn như MeWe và Rumble, Twitter vẫn có hơn 330 triệu người dùng. Kể từ khi ông Trump và cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump lên chuyên cơ không lực 1 đến sân bay quốc tế Palm Beach gần một tuần trước, Ivanka Trump, Tiffany Trump và Donald Trump Jr. đều đã có hàng nghìn người theo dõi mới. Theo công ty theo dõi mạng xã hội Social Blade, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, Donald Trump Jr. đã đạt được hơn 46.100 người theo dõi, Ivanka Trump có hơn 27.100 người theo dõi và Tiffany Trump đạt hơn 5.100 người. Social Blade cho biết riêng tài khoản của Eric Trump đã có số lượng người theo dõi tăng vọt trong hơn 9 ngày liên tiếp trước khi tăng 98 người theo dõi mới vào ngày 23 tháng 1, nâng tổng số người theo dõi lên 6,6 triệu. Tài khoản của những người khác chứng kiến sự sụt giảm nhẹ hôm 26 tháng 1. Theo trang web này, Ivanka Trump có nhiều lượt theo dõi nhất ở mức 10,3 triệu. Tiffany Trump có chưa đầy 1 triệu người theo dõi trên Twitter ở mức hơn 886.800. Thống kê cho thấy số người theo dõi mới hàng tháng của họ giảm mạnh bắt đầu từ khoảng tháng 11 năm ngoái. Chưa rõ các phân tích này và động thái được cho là cuộc rời bỏ có mục đích của những người bảo thủ khỏi Twitter có liên quan với nhau hay không. Nhưng rõ ràng Twitter đã thực thi và quản lý nội dung nghiêm ngặt hơn trong tháng này, cho thấy lập trường khắt khe hơn hẳn so với thái độ dè dặt trước đây. Pamela Anderson từ bỏ mạng xã hội, nói rằng nó muốn kiểm soát bộ não của bạn. Nữ diễn viên kiêm cựu người mẫu Playboy Pamela Anderson cho biết cô sẽ từ bỏ mạng xã hội vĩnh viễn vào thứ ba và đăng tải những gì cô nói sẽ là tuyên bố cuối cùng của cô ở đó. Đây sẽ là bài đăng cuối cùng của tôi trên Instagram, Twitter hoặc Facebook. Anderson viết trên trang Instagram của mình và nói thêm: tôi chưa bao giờ quan tâm đến mạng xã hội và bây giờ tôi đã ổn định vào cuộc sống mà tôi thực sự được truyền cảm hứng. Qua việc đọc sách và sống trong thiên nhiên, tôi được tự do. Cô khuyên những người theo dõi cô nên tìm thấy sức mạnh và cảm hứng để làm theo mục đích của họ và đừng để bị lôi quấn vào việc lãng phí thời gian. Cô nói, đó là những gì họ muốn và họ sử dụng để kiếm tiền và kiểm soát bộ não của bạn. Có lẽ cô đang đề cập đến các công ty truyền thông xã hội thu hút người dùng vào nền tảng của họ. Anderson đã gắn mẫu tin nhắn Instagram này trên trang Twitter của cô với một dòng viết ngắn: chào từ biệt mạng xã hội, tạ ơn Thượng Đế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thời sự 24 giờ trên phố Bonsa TV. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần tới.